Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thêm nay, giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,47%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.757,61 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.748,97 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.758,06 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,19%, giao dịch ở mức 105,900 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở mức 16.586 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 0,24%, giao dịch ở mức 3,689% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,43%, giao dịch ở mức 77,776 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới được hỗ trợ sau khi mà Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11. Nội dung của biên bản cho thấy Fed nhận thấy đã có tiến bộ trong cuộc chiến chống lại lạm phát và đang muốn tăng lãi suất với tốc độ chậm lại. Điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ áp dụng những bước nhảy lãi suất ngắn hơn trong những đợt tăng lãi suất còn lại của năm nay và trong năm 2023. Một tỷ lệ lớn các thành viên dự họp của Fed đánh giá rằng sẽ là phù hợp nếu Fed sớm giảm tốc độ tăng lãi suất. Biên bản có đoạn viết như sau: độ trễ khó đoán và mức độ của các hiệu ứng từ hành động chính sách tiền tệ đối với các hoạt động kinh tế và lạm phát là vài trong số những lý do được đưa ra để lý giải vì sao đánh giá như vậy là quan trọng. Trong cuộc họp tháng 11 thì Fed đã có đợt nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp, đưa lãi suất chính sách lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Giới chuyên gia hiện tại đang nghiêng về dự báo Fed sẽ nâng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 này. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất cao gây bất lợi cho giá vàng và ngược lại. Theo báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tuần trước là 240.000 đơn, cao hơn con số dự báo là 225.000 đơn được các chuyên gia đưa ra trong cuộc khảo sát của Dow Jones. Kết quả này là một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm của Mỹ có thể đang suy yếu, cơ sở quan trọng để Fed tăng lãi suất chậm lại. Xét tới việc những đợt tăng lãi suất tính đến thời điểm này đã bắt đầu được phản ánh vào thị trường, tôi cho rằng đám mây đen tăng lãi suất sẽ không còn phủ bóng lên thị trường lâu nữa, theo giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý David Merger của Hylip Future phát biểu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC mở cửa phiên giao dịch sáng nay tại ngân hàng Eximbank tăng thêm 500.000 đồng trên lượng so với một ngày trước khi mà đưa giá vàng miếng mua vào ở đây lên mức 66,7 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,4 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC, nâng giá vàng miếng thêm 100.000 đồng trên lượng, đưa giá mua lên mức 66,6 triệu đồng trên lượng và giá bán ra là 67,6 triệu đồng trên lượng. Trong khi giá vàng bốn số 9 của SJC tăng thêm 350.000 đồng trên lượng, hiện tại lên mức mua vào ở mức 53,2 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 54,2 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng nhẫn cũng như là vàng miếng cùng duy trì ở mức 1 triệu đồng trên một lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại thì với vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như vẫn duy trì xu hướng tăng trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.750.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Với PNG Hồ Chí Minh, còn với PNG Hà Nội thì tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra.
Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.750.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.662.000, bán ra 6.748.000, tăng 17.000 ở chiều mua, tăng 19.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.740.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.740.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng cho đến 1.020.000 đồng trên lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Huế mua vào 6.657.000, bán ra 6.763.000. SJC Bình Phước mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.662.000, bán ra 6.765.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.660.000, bán ra 6.762.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.658.000, bán ra 6.762.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì tăng trong khoảng 125 cho đến 300.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 cho đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.315.000, bán ra 5.415.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.315.000, bán ra 5.425.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.295.000, bán ra 5.375.000, cùng tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.191.8.000, bán ra 5.321.8.000, tăng 29.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.846.7.000, bán ra 4.046.7.000, tăng 22.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.948.9 nghìn, bán ra 3.148.9 nghìn, tăng 17.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.056.6 nghìn, bán ra 2.256.6 nghìn, tăng 12.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.